Kính thưa quý vị, Quốc hội Nhật Bản thông qua nghị quyết về các đảo tranh chấp. Tin từ Tokyo, Quốc hội Nhật Bản hôm nay đã thông qua hai nghị quyết tái khẳng định lập trường của Nhật Bản trên các quần đảo đang có tranh chấp với Trung Cộng và Nam Hàn. Trong nghị quyết thứ nhất, Nhật Bản phản đối chuyến thăm đảo Takeshima mà phía Nam Hàn gọi là đảo Dokdo của Tổng thống Nam Hàn ông Lee Moon-bak, cũng như phản đối lời bình luận của ông này liên quan đến Nhật Hoàng. Nghị quyết được thông qua với đa số phiếu ủng hộ của Đảng Dân Chủ Cầm Quyền Nhật Bản, Đảng Dân Chủ Tự Do và Đảng Công Minh, gọi việc Nam Hàn kiểm soát đảo Takeshima là sự chiếm đóng bất hợp pháp và mạnh mẽ yêu cầu Nam Hàn sớm chấm dứt sự chiếm đóng này. Nghị quyết cũng chỉ trích bình luận của Tổng thống Nam Hàn yêu cầu Nhật Hoàng xin lỗi vì sự cai trị thực dân của Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên trong quá khứ. Nhật Bản gọi yêu cầu này là sự bất kính và đề nghị ông Lee Moon-bak rút lại lời bình luận. Chính phủ Nhật Bản cũng đã thông qua nghị quyết tương tự lên án việc đổ bộ lên quần đảo Senkaku mà Nhật Bản đang kiểm soát mà phía Trung Cộng gọi là điếu ngư. Nghị quyết đầu tiên về quần đảo Senkaku này kêu gọi chính phủ Nhật Bản mạnh mẽ yêu cầu Trung Cộng không để tái diễn hành động tương tự và áp dụng một biện pháp để có thể bảo vệ quần đảo này, trong đó có việc tăng cường tuần tra, giám sát lãnh thổ. Nghị quyết cũng cho rằng Trung Cộng là đối tác quan trọng chia sẻ các lợi ích với Nhật Bản và hai nước cần tăng cường các mối quan hệ cùng có lợi vì hòa bình, ổn định và phồn vinh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.